Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Hoa Kỳ nên biết ơn Ukraine về nhiều mặt. PACE kêu gọi chuyển tài sản Nga bị phong tỏa để tái thiết Ukraine. Nga phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện Tripinsk Tập Cận Bình muốn Nga tham gia hội nghị hòa bình về Ukraine. Người dân Iran khốn khổ trước sự hiếu chiến của chính quyền. Cháy tòa nhà gần 400 tuổi tại Đan Mạch, Đài Bắc được xếp hạng thành phố thông minh thứ 16 thế giới. 30 công ty chip Trung Quốc phá sản mỗi ngày Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ tư ngày 17 tháng 4. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, một số người phản đối viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine phàn nàn về chi phí của viện trợ. Thậm chí, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson nói rằng viện trợ này có thể được cung cấp dưới dạng các khoản vay. Mới đây, giáo sư luật David A. Super của Đại học Georgetown viết trong chương mục của mình cho The Hill cho rằng tất cả những lập luận này thiếu sự đánh giá cao đối với những gì Ukraine đã và đang làm cho Hoa Kỳ. Ông tin rằng Ukraine cung cấp thông tin vô giá về điểm mạnh và điểm yếu của vũ khí và học thuyết quân sự của Hoa Kỳ, bởi vì trong 6 thập kỷ qua, nước này đã không tiến hành một cuộc chiến tranh thông thường kéo dài. Những cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan và Iraq đang có hiệu quả rất ít để dạy người Mỹ cách chiến đấu với kẻ thù, có quân đội đông đảo và vũ khí hiện đại. Nhờ Ukraine, Hoa Kỳ có thể thay đổi cách tiếp cận chiến tranh trước khi gặp đối thủ mạnh. Chúng ta nghiên cứu, lập luận kế hoạch, và sáng tạo các mẫu nhưng vẫn không thể biết được kết quả. Mỗi năm, chúng ta chi hàng chục tỷ đô la cho các hệ thống vũ khí mà chúng ta hy vọng sẽ chứng minh được hiệu quả, nhưng lại với rất ít bằng chứng trực tiếp. Ông nói thêm, hỏa tiễn HIMARS, hỏa tiễn chống tăng Javelin và xe chiến đấu Bradley đã cho thấy kết quả xuất sắc. Thật vậy, độ chính xác cao hơn trong các hệ thống của chúng ta hóa ra là quá đủ để bù đắp cho lợi thế về số lượng của Nga, vốn chủ yếu được cung cấp bởi các hệ thống kém hơn từ thời Soviet. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng có những loại vũ khí của Hoa Kỳ đã gặp phải những trở ngại nghiêm trọng. Hệ thống rà phá bom mìn cũng như xe tăng Abrams cho đến nay vẫn chưa giúp được gì nhiều. Các hệ thống phòng không của Patriot đã hoạt động đến mức nào đó, nhưng Nga đã cho thấy rằng chúng có thể bị cạn kiệt và trở nên kém hiệu quả bởi các UAV rẻ tiền nhưng có sức hủy diệt. Giáo sư viết rằng, Ukraine đã đưa ra một giải pháp thông minh là sử dụng nhiều loại UAV cảm tử khác nhau trên mọi vị trí của mặt trận, để không có chiến lược gây nhiễu nào có thể bảo vệ được quân Nga. Ông Super cũng lưu ý một kết luận khác về cuộc chiến Ukraine-Nga, bom lượng là giải pháp thay thế rẻ hơn, mạnh hơn và khó bảo vệ hơn so với hòa tiện hành trình. Ông nhắc nhở về sự thất bại của chiến thuật mà các quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi người Ukraine làm, tập trung xe bọc thép thành các đoàn xe lớn lao vào tiền tuyến như trường hợp trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, như đã cho thấy, những đoàn xe này, cả của Nga và Ukraine, đều bị UAV phát hiện, sau đó đều bị phá hủy. Ông Super lưu ý, điều này sẽ hạn chế sự phụ thuộc trong tương lai vào các đội quân bọc thép khổng lồ và trong quá trình đó sẽ cứu được vô số sinh mạng người Mỹ. Một món quà thậm chí còn lớn hơn từ người Ukraine dành cho đất nước chúng ta là khả năng ngăn chặn sự xâm lược của Nga mà không gây ra nguy hiểm đến tính mạng của nhân quân Hoa Kỳ. Vì chỉ đơn giản là trang bị vũ khí cho người Ukraine bằng cách tri tiền vào các nhà máy của Hoa Kỳ, giáo sư cho biết. Nhưng món quà lớn nhất mà người Ukraine dành cho Hoa Kỳ là tấm gương về sự tận tâm của họ đối với nền dân chủ chúng ta thường coi tự do của mình là điều hiển nhiên mà quên đi sự hy sinh của những thế hệ trước những người đã giúp cuộc sống của chúng ta trở nên đáng giá chúng ta đắm chìm trong những cuộc cãi vã đến nỗi quên mất còn bao nhiêu người đang phải chịu sự nô dịch của các chế độ độc tài nếu người ukraine có thể khơi dậy niềm khát khao dân chủ và tự do của hoa kỳ chúng ta sẽ mắc nợ họ nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng trả được giáo sư super tóm tắt Trước đó, hãng Bloomberg tuyên bố rằng chính quyền của Tổng thống Biden không có kế hoạch B liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine vốn bị quốc hội ngăn cản. Dữ liệu thăm dò gần đây ở Hoa Kỳ cho thấy đa số người Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine. 53% người Hoa Kỳ ở mọi lứa tuổi và đảng phái chính trị tin rằng Ukraine nên nhận viện trợ từ Hoa Kỳ và 47% tin rằng Ukraine không cần hoặc không nên nhận viện trợ. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Nghị viện của Hội đồng châu Âu Yevgenia Pravchuk đã công bố trên Facebook rằng hội đồng đã thông qua nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng chúng để tái thiết Ukraine. và cho biết nghị quyết PACE đã được 134 người tham gia cuộc họp ủng hộ. Các thành viên đã kêu gọi thiết lập một cơ chế bồi thường quốc tế dưới sự bảo trợ của Hội đồng châu Âu để bồi thường toàn bộ những thiệt hại cho các cá nhân và pháp nhân, bao gồm cả nhà nước Ukraine, do hành động xâm lược của Nga, đồng thời thành lập một quỹ ủy thác nơi tất cả tài sản nhà nước của Nga sẽ được gửi vào. Bên cạnh đó, họ yêu cầu thành lập Ủy ban quốc tế để xem xét các vụ kiện của Ukraine, các đối tượng bị ảnh hưởng cũng như các cá nhân và pháp nhân yêu cầu bồi thường. Bà Kravchuk nói, Hội đồng công nhận rằng các chính trị gia, nhà tuyên truyền, nhà tài Việt Nga và những người hợp tác chiến tranh khác đã tích lũy được khối tài sản đáng kể, thông qua mối quan hệ chặt chẽ của họ với chế độ Putin. Để bảo đảm những người như vậy phải chịu trách nhiệm, tài sản của họ cần phải bị phong tỏa, tịch thu và hướng tới việc tái thiết Ukraine. Trước đó vào tháng 3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đồng ý tịch thu một phần đáng kể lợi nhuận vượt mức từ tài sản bị phong tỏa của Nga và chuyển chúng sang Ukraine. Thưa quý vị, vào hôm qua ngày 16 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội Nga đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện Tribinsk trong bối cảnh Ukraine đã hết hỏa tiện để bảo vệ nhà máy này. Ông nói trong cuộc phỏng vấn với PBS, đã có 11 hỏa tiện phóng về phía nhà máy. Chúng tôi đã bắn hạ 7 hỏa tiện đầu tiên, nhưng 4 hỏa tiện còn lại đã phá hủy Tribinsk. Tại sao? Bởi vì chúng tôi không còn một hỏa tiện nào cả. Chúng tôi đã cạn sạch hỏa tiễn ông cũng chỉ trích những lập luận về việc lôi kéo NATO vào cuộc chiến chống lại Nga khi đề cập đến việc liên minh hỗ trợ Ukraine và nhắc lại rằng Israel cũng không nằm trong NATO. Ông cho biết, sau cuộc tấn công ngày hôm qua, tôi muốn hỏi các bạn một câu, Israel có phải là thành viên của NATO hay không? Israel không phải là một quốc gia NATO, nhưng các đồng minh của NATO bao gồm cả các thành viên NATO đã bảo vệ Israel. Họ đã cho lực lượng Iran thấy rằng Israel không đơn độc và đó là bài học đây là câu trả lời cho bất kỳ ai ở bất kỳ châu lục nào nói rằng chúng tôi cần giúp đỡ Ukraine rất cẩn trọng để không lôi kéo các nước NATO vào cuộc chiến. Xin nhắc lại hậu quả của cuộc tấn công của Nga vào ngày 11 tháng 4 là nhà máy nhiệt điện Trypinsk ở thành phố Ukrainka, tỉnh Kharkiv đã bị phá hủy hoàn toàn. Ukraine Ngo báo cáo họ đã mất 100% công suất do cuộc tấn công. Thưa quý vị, tại cuộc đàm phán với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh ủng hộ tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế liên quan đến Ukraine nhưng có sự tham gia của Nga. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine và tuyên bố rằng Trung Quốc và Đức cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc cũng như phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc tấn công vào các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai quốc gia đồng thời nhấn mạnh việc giải quyết thỏa đáng các vấn đề về an ninh lương thực và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng cần phải từ bỏ lợi ích cá nhân, hạ nhiệt tình trạng căng thẳng, tránh leo thang hơn nữa và giảm tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Ông Tập nói, Trung Quốc ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế được Ukraine và Nga công nhận với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công khai về tất cả các lựa chọn hòa bình. Như đã đưa tin trước đó, Trung Quốc quyết định không bình luận về tuyên bố của Nga về việc nước này được cho là sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời khẳng định phương thức riêng của mình là thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, viễn cảnh Israel trả đũa Iran vì cuộc tấn công bằng UAV và hỏa tiễn vào cuối tuần qua đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đối với nhiều người dân Iran. Sau các cuộc biểu tình vào năm 2022 và năm 2023, người dân Iran đang phải đối mặt với các tổn thất kinh tế cũng như sự kiểm soát chính trị và xã hội ngày càng khắc nghiệt hơn từ chính quyền. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran đã nhiều lần cảnh báo họ sẽ đáp trả bất kỳ sự trả đũa nào của Israel bằng cách leo thang hơn nữa. Điều này có khả năng sẽ gây ra nhiều cuộc tấn công hơn nữa. Truyền thông nhà nước Iran vào hôm chủ nhật đã cảnh báo chống lại bất kỳ bài đăng ủng hộ Israel nào của người dùng mạng xã hội Iran. Cảm giác lo lắng ngày càng tăng lên khi một số chính phủ phương Tây cũng bắt đầu di tản gia đình các nhà ngoại giao của họ ra khỏi đất nước Iran. Điều này khiến những người dân Iran lớn tuổi nhớ lại bầu không khí hỗn loạn của cuộc cách mạng vào năm 1979. Kỹ sư Mohammed Reza ở Tehran cho biết, đây là dấu hiệu cho thấy chúng tôi sẽ bị Israel tấn công, chúng tôi sẽ bị cô lập hơn, chúng tôi sẽ ngày càng khốn khổ hơn. Hôm qua thủ tướng của Israel, ông Netanyahu đã từ chối nhận cuộc điện thoại từ thủ tướng của anh. Tổng tham mưu trưởng của Israel là Hagi Halevi cũng đã tuyên bố Israel không thể không đáp trả trước một cuộc tấn công quy mô lớn mà Iran đã dội lên đầu của họ. Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng của Israel, ông Galant đã tiết lộ, các nước Trung Đông đã đồng ý mở cửa bầu trời cho lực lượng không quân Israel để không quân của Israel có thể đáp trả cuộc tấn công của Iran. Thưa quý vị, hỏa hoạn vừa bùng phát tại tòa nhà gần 400 tuổi ở Copenhagen, phá hủy một nửa công trình tại Đan Mạch. Phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa Đan Mạch là Jacob vestit Andersen cho biết Vụ cháy bắt đầu xảy ra vào sáng 16 tháng 4 trên gác mái của tòa nhà Borsen ở Copenhagen, nơi từng đặt sàn giao dịch chứng khoán của thành phố. Ngọn lửa lan sang các khu vực khác của công trình, thiêu rụi nhiều đồ nội thất và làm đổ sập một số chỗ của ngôi nhà. Ông Andersen nói, chúng tôi chưa kiểm soát được ngọn lửa, một nửa tòa nhà Borsen đã bị phá hủy và sụp đổ, không có nguy cơ hỏa hoạn lan sang các tòa nhà khác. Trong khi đó, ông Tommy Lausen, đại diện cảnh sát của thủ đô Copenhagen, đã cho biết chưa rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Giới chức địa phương đã phải di tản nhiều người ở khu vực xung quanh tòa nhà Borsen. Quân đội Đan Mạch đã thông báo điều động 90 binh sĩ từ một đơn vị đóng quân gần đó để phong tỏa hiện trường và bảo đảm an toàn cho các tài sản có giá trị. Quốc vương của Đan Mạch là Frederik X Gọi vụ cháy là cảnh tượng đáng buồn khi một phần quan trọng trong di sản kiến trúc của chúng tôi đã bị ngọn lửa phá hủy. Tòa nhà Bua Sen khởi công vào năm 1615 và hoàn thành sau đó 35 năm, được coi là biểu tượng đặc trưng của trường phái Phục hưng Hà Lan và Flemish tại Đan Mạch. Công trình này nằm cạnh điện Christianborg, nơi đặt trụ sở Quốc hội Đan Mạch và đang được cải tạo trước khi trận hỏa hoạn đã diễn ra. Thưa quý vị, vào ngày mùng 8 tháng 4, Viện Phát triển Quản lý Quốc tế viết tắt là IMD có trụ sở tại Thụy Sĩ đã công bố chỉ số thành phố thông minh 2024, trong đó thông tin cho biết Đài Bắc vào năm nay đã tăng 13 bậc để đứng thứ 16 trên thế giới, trong khi ba thành phố đứng đầu là Zurich ở Thụy Sĩ, Oslo ở Na Uy và Canberra ở Australia. Bảng xếp hạng chỉ số thành phố thông minh vào năm 2024 tương tự như các năm trước. Top 10 là Zurich Oslo, Canberra, Geneva, Singapore, Copenhagen, Lausanne, London, Helsinki và Abu Dhabi. Đài Bắc đã nhận được điểm tối đa về vệ sinh cơ bản, dịch vụ tái chế, dịch vụ y tế, sắp xếp các cuộc hẹn khám bệnh trực tuyến và mua vé trực tuyến đến các buổi biểu diễn và bảo tàng. Nó cũng nhận được điểm tối đa cho mọi tiêu chí về tính di động, bao gồm ứng dụng chia sẻ xe hơi, ứng dụng đỗ xe, tính sẵn có của các xe đạp, lịch trình giao thông công cộng trực tuyến và thông tin điện thoại di động về tình trạng tắc nghẽn giao thông. Từ danh sách 15 lĩnh vực mà người dân liệt kê là ưu tiên cải thiện, mối quan tâm lớn nhất là nhà ở giá rẻ, tiếp theo là tắc nghẽn đường bộ, ô nhiễm không khí, đáp ứng việc làm, an ninh và tham nhũng cũng như minh bạch trong xã hội. Báo cáo chỉ số thành phố thông minh vào năm 2024 được biên soạn bởi IMD và Tổ chức Thành phố Thông minh Bền vững Thế giới. Các nhà nghiên cứu đã kết hợp nhiều dữ liệu khác nhau và phản hồi khảo sát từ người dân để xác định thứ hạng của 142 thành phố trên toàn cầu. Thưa quý vị, với sự biến động của ngành công nghiệp chip Trung Quốc trong năm qua, nhiều công ty đã phải trải qua quá trình khó khăn như sa thải, thậm chí phá sản. Theo dữ liệu vào năm 2023, 10.900 công ty liên quan đến chip ở Trung Quốc đã bị hủy đăng ký hoặc bị thu hồi, với trung bình gần 30 công ty chip biến mất mỗi ngày. Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc cho thấy, tính đến năm 2023, có 3.243 công ty thiết kế chip ở Trung Quốc, hơn một nửa trong số đó có doanh thu hàng năm dưới 10 triệu nhân dân tệ. Nếu các công ty này không có khả năng tạo ra doanh thu, họ sẽ khó tồn tại trong thị trường có tính cạnh tranh cao hiệp hội công nghiệp bán dẫn trung quốc đã chỉ ra rằng các công ty chip mới đã mọc lên trong vài năm qua nhưng nhiều công ty trong số đó bị tuyên truyền sai sự thật và thiếu công nghệ sự nhiệt tình đầu tư vào ngành chip và xu hướng kể chuyện của các nhà đầu tư cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho sự cải tổ của ngành này một số công ty chỉ tồn tại để được cấp vốn và thiếu sự đổi mới công nghệ cũng như mô hình kinh doanh thực sự thị trường bùng nổ trong ngành công nghiệp chip của Trung Quốc cũng che giấu một số vấn đề. Nhưng khi thị trường đã trở nên lạnh giá, nhiều công ty đã gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận độc lập và cuối cùng phải phá sản và thanh lý. Trong vài năm trở lại đây, các hãng chip mới mọc lên nhưng nhiều hãng đã phải chịu cảnh tuyên truyền sai sự thật và thiếu các thiết bị công nghệ. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trên đây đến đây xin được phép tạm dừng. Yên Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.